Xin chào các bạn. Vào một buổi chiều gió khá mạnh, mình có mặt ở quán cà phê ngắm máy bay có địa chỉ 389-24 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn đang quan sát thấy những gì mà gió gây ra đối với một chiếc cây cảnh đặt ở ngoài công viên ngoài trời của quán. Mình đã từng đi khá nhiều quán cà phê ngắm máy bay xung quanh khu vực sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Và theo đánh giá cá nhân, cảm nhận của riêng mình thì quán cà phê ngắm máy bay có địa chỉ 389-24 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh này là một trong những quán cà phê có view ngắm máy bay cất hạ cánh đẹp nhất tại Sài Gòn. Đường link fanpage của quán mình có để dưới phần mô tả, các bạn có thể vào tham khảo nhé. Và kính thưa các bạn, trong video lần này mình sẽ mang tới các bạn một sự đặc biệt, sự khác lạ trong quá trình hạ cánh của chiếc máy bay Boeing 7879 Dreamliner thuộc đội bay của Bamboo Airways xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là trên đường băng 25L. Như các bạn đã quan sát thấy, mình đang quay máy bay từ khá là xa, và nếu như các bạn có hay thường xem video về máy bay trên kênh của mình, các bạn để ý quan sát kỹ thì sẽ thấy một sự khác biệt. Ở video này thì máy bay hạ cánh khá là lạ đúng không ạ? Các bạn có thể để ý thấy là máy bay gần như quay mặt đối mặt với mình trong quá trình mình quay máy bay. Người ta nói là face to face. Và sở dĩ có điều này là vì như chúng ta đã quan sát ở đầu video, hiện gió ngang đang rất là mạnh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất trong quá trình máy bay hạ cánh. Chính vì thế các phi công phải tính toán làm sao để triệt tiêu cái độ trôi ngang, độ đẩy của gió, nên họ đã phải quay mũi máy bay như vậy. Và ở xa thì có cảm giác như máy bay quay mặt phi thẳng về phía chúng ta vậy. Tất nhiên là khi đến gần thì cái góc đối mặt nó sẽ giảm đi một chút. Thực sự là hạ cánh trong điều kiện gió như thế này thì đòi hỏi kỹ năng của phi công khá là tốt. Với những máy bay lớn thì cái độ tròng trành của gió tác động sẽ ít đi, nhưng cái độ trôi thì cũng sẽ nhiều do diện tích cánh máy bay lớn. Còn đối với một số máy bay nhỏ thì khi quan sát chúng ta cũng có thể thấy một số máy bay bị tròng trành dữ dội do tác động của gió trong quá trình hạ cánh. Bây giờ thì máy bay đã đến gần hơn rồi. Chúng ta vừa nghe thấy tiếng gió cuộn. Có thể nói là gió thay đổi khá bất thường, đôi khi tạo nên những cú giật bất ngờ. Điều này thì càng làm cho việc hạ cánh trở nên nguy hiểm hơn. Rất tuyệt vời. Kíp lái đã có một pha hạ cánh rất êm ái trong điều kiện gió giật ngang phức tạp. Chúng ta có thể nhìn thấy cái cây đo gió ở giữa sân bay, nó đang hướng ngang vuông góc, gần như là vuông góc với đường băng. Cái cây màu đỏ trắng đó các bạn có thể quan sát thấy, gió gần như là thổi ngang với hướng hạ cánh của máy bay. Và để các bạn có thể dễ dàng hình dung một cách kỹ càng và rõ ràng về hiệu quả và tác động của gió ngang trong quá trình máy bay hạ cánh, thì mình xin mời các bạn cùng theo dõi quá trình hạ cánh của hai chiếc máy bay cùng là dòng Boeing 7879 Dreamliner của hãng Bamboo Airways. Chiếc máy bay bên trái màn hình là chiếc VNA-818. Máy bay đang hạ cánh xuống đường băng 25L trong điều kiện gió bình thường. Còn chiếc bên phải màn hình các bạn là chiếc VNA-819, máy bay đang hạ cánh xuống đường băng 25L trong điều kiện gió ngang thổi mạnh. Ngoài ra còn có những cú giật bất ngờ. Hai video này đều được quay ở quán cà phê ngắm máy bay có địa chỉ 389-24 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp. Và ở cùng một góc quay này thì chúng ta có thể thấy rõ ràng là chiếc máy bay VNA-819 có cái hướng quay đối mặt với chúng ta nhiều hơn là chiếc VNA-818. Do tác động của gió ngang nên phi công đã phải quay hơi nghiêng về hướng của chúng ta để triệt tiêu đi cái tác động của gió. Khi đã tới gần sân bay và độ cao thấp hơn thì tác động của gió đã bớt đi và máy bay sẽ dần xuôi theo đúng hướng đường băng. Cái sự quay ngang được thấy rõ nhất là khi máy bay ở trên cao, còn khá xa sân bay. Ừ.
Bây giờ sẽ là một cách so sánh khác theo chiều ngang thay vì theo chiều dọc như hồi nãy. Và chúng ta thấy rõ là ở xa thì cái mức độ xoay ngang của máy bay sẽ rõ hơn rất là nhiều. Cứ nhìn vào cái cánh đuôi của máy bay thì chúng ta sẽ thấy được cái mức độ xoay ngang của máy bay lớn như thế nào. Chiếc Vienna 819 ở bên dưới có cảm giác như là xoay đối mặt với chúng ta và đi ngang trong khung hình. Mình xin tạm dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo. Nếu thấy hay đừng quên cho mình một like, một share, một comment, một cái nút đăng ký kênh cũng như cái nút hình quả chuông nữa nha. Xin cảm ơn rất nhiều.